Hello anh em, thị trường ngày mùng 10 tháng 7 như nào? Và đây là bản tin trưa. Nay mình không có ngồi máy tính chia sẻ với anh em được, nên là chúng ta có quay một clip ngắn như này. Thị trường thì cũng không có gì thay đổi, tiếp tục công lên cái vùng 1300, đúng không? Và khi công đến đây thì sáng ra mình thấy volume thị trường nó khoảng 7.000 tỷ, chắc đến trưa nó đâu đấy khoảng gần 10.000. Hôm qua thì trưa nó khoảng 11.200 tỷ, hôm nay được khoảng 10.000. Mình nghĩ đây là tốt. Công lên đến cản mà tích lũy vôn thấp thì là tích cực nha, chứ công lên cản vôn to thì anh em lại gọi là FOMO, anh em múc thì áp lực bán lớn thì lại toang. Việc tích lũy ở vùng 1300 này mình nghĩ là cần thiết. Chúng ta liên tiếp tạo những cái đáy sau cao hơn rồi. Năm ngoái chúng ta là đáy là 1020, đúng không? Xong rồi vừa rồi là chúng ta là tháng 12 năm ngoái là chúng ta là tháng 4 năm nay là chúng ta là 1150, 1160. Trong đợt vừa rồi là chúng ta là 1230, 1240. Tức là cái đáy to của thị trường, đáy trung hạn thị trường dần dần nó nâng lên, đúng không? Và lần này hy vọng là thị trường có tích lũy ở đây thôi, quanh cái vùng 1260, 1270 sẽ là hỗ trợ thị trường nhá. Tạm thời thị trường sẽ đi biên khoảng 30 điểm. Tạm thời đó, nếu có điều chỉnh thì nó sẽ về đó. Mình nghĩ điều chỉnh nghĩa là cơ hội để anh em có thể chơi nhanh được trong cái kỳ báo cáo tài chính này. Chơi nhanh, cứ các nhóm nào mà nó tăng mạnh đợt vừa rồi thì sẽ là chơi thôi, chơi mua cao và bán cao. Chứ còn những cái nhóm ở đáy thì anh em nó chỉ là hồi phục nhất thời thôi. Mình khuyên anh em là không nên bắt đáy nhá. Ví dụ như cái nhóm mà nó ảnh hưởng chỉ số bất động sản rồi chứng khoán cái thứ thì đoạn này nó cũng chưa có lên được đâu, nó chỉ là phục hồi cùng thị trường thôi nhá. Nên là anh em cũng hạn chế bắt đáy những cái nhóm dưới thôi. Còn nếu có bắt trend thì nên bắt những cái nhóm trên và đánh nhanh thôi. Tại vì giai đoạn này cũng sắp đến cái giai đoạn giao thoa, mình có nhắc anh em rồi. Đó là cái giai đoạn mà cần thêm những cái nhóm ngành dẫn dắt mới. Sáng nay có một anh em nhắn bảo là trông bất động sản nó xấu thế thôi, nhưng nó mà không lên được thì thị trường không vượt nổi 1300 đâu. Bạn nói đúng đấy, vốn hóa của banh chiếm khoảng hơn 40%, của bất động sản chiếm khoảng 15-20% vốn hóa của cả index. Như vậy là cả mỗi bất động sản với banh không thôi, với chứng khoán không thôi, nó chiếm đâu đấy khoảng 60% vốn hóa của index. Vì index muốn vượt 1300 về mặt chỉ số thì bọn này chắc chắn phải lên. Nhưng anh em xem form của chúng nó thì bây giờ nó vẫn là vào ở đáy, nó cần thêm thời gian tích lũy. Mình có tham minh cho anh em là tầm cuối tháng 7, tại vì là cái thời gian này cũng là cái mùa kết thúc euro là thứ nhất. Cái thứ hai là nó cũng đã xong báo cáo tài chính xong xuôi hết rồi. Cái thứ ba nó cũng sau cái đáo hạn tháng này. Cái tư đó là những cái thông tin về Fed nó sẽ rõ ràng hơn sau cái chỉ số CPI. Và mình nghĩ rằng là nó sẽ là cái tiền đề vào trong cái quý 3, quý 4 này. Nó sẽ là những cái quý mà bứt phá của chúng ta về mặt tăng trưởng. Đấy, nó cũng rất là nhiều thứ, đúng không? Đặc biệt là khi mà quý 2 chúng ta đã có một cái quý sideways ở quanh biên 1250 rồi, tức là một quý tích lũy đấy. Thì 3 tháng tích lũy rồi thì mình nghĩ rằng quý 3, quý 4 nó sẽ mở ra những cái cơ hội lớn hơn. Và mình nghĩ rằng cái thời điểm nó giao thoa nó sẽ là quanh đầu tháng 8. Khoảng đó. Mình cũng chưa có thể dự báo được cho anh em là nhóm dẫn dắt là nhóm nào, tại vì mình phải chờ thêm sự xác nhận của dòng tiền. Mình chờ thêm sự sự xác nhận của dòng tiền. Còn hiện tại thì nó vẫn là những cái nhóm đơn lẻ, như là công nghệ, như là bán lẻ, như là vận tải, như là hóa chất phân bón, đúng không? Như là thủy sản, như là dầu khí. Nó vẫn là những cái nhóm lẻ mà nó không tác động chỉ số thôi. Vì thế nên khi chỉ số mà có điều chỉnh rung lắc, rồi khi chỉ số mà có không tăng ấy, nhưng các nhóm đấy nó vẫn có thể là bật tăng tiếp được, tại vì là nó vẫn đang sóng tiếp diễn thôi. Và nó rất mạnh trong sideways, ok. Và tỷ trọng anh em duy trì đoạn này ở biên trên thì mình nghĩ anh em cũng có thể bán bớt được. Ví dụ anh em đang full thì anh em có thể bán khoảng 30%, về khoảng 70% để chốt lời cho vào túi. Anh em giữ tỷ trọng khoảng 50-70% mình nghĩ là hợp lý, để chờ những cái sự điều chỉnh của thị trường, rung lắc của thị trường, chúng ta sẽ soi những cái cổ phiếu mạnh chúng ta trade. Mình nghĩ như thế rất là hợp lý, tại vì là nếu mà thị trường không vượt 1300 thì chúng ta vẫn phải coi 1300 đang là biên trên. Và lên biên trên thì không được hưng phấn. Lên biên trên thì anh em không được hưng phấn. Một là phải vượt hẳn biên, xác nhận kèm volume, kèm theo các nhóm dẫn dắt mà nó tạo form ok, nó trần tím, như thế thì mới là ok. Còn lại nếu mà cứ lên biên mà cứ lờ đờ thì rất dễ là phải test lại nhá. Chuyện bình thường thôi anh em ạ, không có gì bất ngờ đâu. Thị trường tăng 7 phiên liên tiếp, thực sự thị trường quá khỏe luôn. Nó dập từ bên dưới lên bên trên như này, 1250 mà lên 129x như này, hơn 40 điểm, quá khỏe luôn, bỏ rơi rất nhiều nhà đầu tư. Và rất nhiều anh em trong vài ngày này lại còn đòi đua lại đấy. Mình thấy là anh em bắt đầu sốt ruột rồi đấy. Hạn chế sốt ruột thôi. Lúc giảm thì không sốt ruột mua, đúng không? Không đánh giá thị trường mua đến lúc bây giờ thì nhảy vào thì phải canh những cái lúc rung lắc và điều chỉnh và nhảy vào chơi nhanh thôi. Không sắp đến kỳ báo cáo tài chính nó giao thoa dòng tiền các thứ thì lại áp lực. Những cái vị thế trong sideways anh em phải mua vị thế lúc nó nền nã, hoặc là nó vỡ nền cơ, hoặc là nó pull back cơ tại những cái đường MA mà Ví dụ như em ấy 50, đúng không? Em ấy 20, những cổ phiếu mạnh thì tỷ lệ anh em có ăn mới có. Chứ còn mua lúc hưng phấn như thế này thì chưa chắc nó có ăn đâu. Trông thì ngon thôi, hàng về thì chưa chắc móm. Là mua cái có thể 2-3% là bình thường, nhưng hàng về chưa chắc nó có ăn đâu. Đấy là chuyện bình thường trong cái giai đoạn này. Yeah. Ok, chúng ta mình nghĩ là anh em nên chờ thêm sự đồng thuận từ các nhóm như là banh, bất động sản, chứng khoán. Banh, bất động sản, chứng khoán. Còn thép thì mình thấy nó ổn định rồi. Thép thì khả năng nó cũng cứ lờ vờ ở đây thôi, báo cáo khả năng nó tốt, đúng không? Rồi kết hợp những cái thông tin chống phá giá, đúng không? Nhưng còn giá thép thế giới thì nó cũng không ủng hộ cho việc thép tăng đâu. Mình nghĩ rằng nó chỉ gọi là ngang bằng thị trường lên đâu nó hồi phục đến đấy thôi, nó như kiểu nhóm chứng khoán ấy. Đấy, chứ còn nhóm bất động sản thì ở dưới đáy mình không nói nhá. Yeah. Nhóm banh thì nó giữ ở nền đỉnh rồi, ví dụ như nó lên đỉnh xong nó test lại mình thấy nó ok vì nó chỉnh khoảng 3 tháng rồi. Xong rồi bắt đầu nó bước vào pha đi ngang rồi, mình thấy nó sóng thì nó chưa có đâu, nhưng mà những lúc thị trường cần mình nghĩ nhóm banh nó sẽ lên được. Chắc là chúng ta chờ sự đồng thuận từ nhóm bất động sản thôi. Đấy là cái mình muốn chia sẻ với anh em trong video ngày hôm nay. Yeah. Để ý một chút về bên trên 1300. Còn nếu nó rung lắc, nó backtest trở lại thì có thể chơi nhanh được nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Chúc anh em đầu tư luôn thành công. Anh em muốn đăng ký vào nhóm thì nhắn qua Zalo, trên link bio, TikTok. Bye bye. Hẹn anh em buổi live tối nay trên YouTube và TikTok Anh Lương Vịt vào lúc 21 giờ nhá.